Ngày 23 tháng 11, ông Nguyễn Đình Thức, trưởng phòng giáo dục và đào tạo thành phố Pleiku, Gia Lai, cho biết Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Gia Lai đã điều tra vụ việc các bảng đèn LED tại hai trường học ở Pleiku bị thay đổi nội dung. Hai trường bị ảnh hưởng là trường tiểu học Nguyễn Lương Bằng và trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng. Theo điều tra ban đầu, một học sinh lớp 7 của trường trung học cơ sở Lý Tự Trọng đã cài đặt phần mềm trên điện thoại, lấy được mật khẩu rồi thay đổi nội dung trên bảng điện tử các trường. Nội dung thay đổi có ngôn từ tục tĩu, phản cảm. Học sinh này cũng khai thêm còn một học sinh lớp 8 của trường khác cùng tham gia vào vụ việc. Theo ông Thức, tới đây, khi có kết quả điều tra chính thức, phòng sẽ có văn bản với các trường làm việc với các em này và gia đình để có biện pháp xử lý. Ông Thức cho rằng thời gian tới các trường phải siết chặt hơn nữa việc quản lý các bảng đèn LED, mặc dù biết việc các em học sinh có hành động như vừa qua nhiều khả năng chỉ là nghịch ngợm. Nhưng quản lý chặt chẽ việc này cũng ngăn ngừa được các nguy cơ an ninh, trật tự khác.